Chào quý vị, trở lại chương trình trực diện TV. Mấy tuần lễ vừa qua chúng ta đã chứng kiến cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, cụ thể là ở vùng Lý Đô Sài Gòn, đã có những cái sự tranh cãi vô cùng quyết liệt liên quan đến vấn đề gọi là lằn ranh quốc cộng, vấn đề gọi là chống cộng, vấn đề gọi là cờ vàng và những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà có làm ăn với phía bên Việt Nam hay không, có việc mà tiếp xúc với các doanh nghiệp của Việt Nam hay không, rồi có tiếp xúc với các viên chức cộng sản hay không. Chưa bao giờ mà vấn đề gọi là cộng sản quốc gia, vấn đề mà việc cờ vàng cờ đỏ đã được bàn luận rất là sôi nổi trong cái thời điểm như hiện nay. Thì vừa rồi cái xuất phát điểm của nó thì chúng ta đã biết rồi, nhưng mà thiết nghĩ cũng cần nhắc lại, đó là cái dạ tiệc Va Ba diễn ra vào đêm 25 tháng 2 năm 2023. Có lẽ rằng quý vị nhiều người cũng nói rằng tại sao Minh Giang nhắc nhiều về vấn đề này, bởi vì đây là một cái vấn đề chí tử, đây là vấn đề mà cộng đồng này, nói chung là những cái phe phái, những cái phe nhóm, ngay cả nhiều cái thành phần trong cái cộng đồng, từ những người dân cử cho đến những người báo chí cho đến những người mà hoạt náo, ngay cả những người xưng danh là hoạt động hay là các cái hội đoàn đoàn thể, ngay cả bây giờ thì hệ thống gọi là YouTuber và những kẻ làm ăn buôn bán kinh doanh cũng có nhiều người cũng đã nhảy vào cái vụ việc này, người ta cũng quấn cờ vàng, người ta cũng hô hào rằng chống cộng, nói chung là kinh doanh và kiếm tiền, kiếm lợi, trục quyền về những vấn đề liên quan vấn đề cờ vàng cờ đỏ, hoặc là họ chửi cộng sản để kiếm sống, họ nhân danh đấu tranh cộng sản để mà họ quyên tiền, hoặc là họ lấy cái lòng thương hại của những người họ thù hằn cộng sản, có những người họ bất mãn với cái chế độ Việt Nam hay là họ không hài lòng với Việt Nam, thì họ cứ nghe những cái người này họ tuyên truyền và họ dụ dỗ và họ dẫn dắt, cuối cùng thì họ xỏ mũi và họ móc túi. Tất cả những cái điều đó đó nó đã trở thành một cái nếp nhăn rồi, một cái nếp mà xử sự ở trong cái khu vực này. Trước đây thì cái khu vực này càng lúc trước đây còn dữ dội hơn, một cái ấp chiến lược được xây dựng bao bọc và được kiên cố bởi những cái người mà họ hô hào mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thì bây giờ đã đến lúc nó lộ ra, nó được bạch hóa và nhiều cái vấn đề bây giờ người ta cũng đặt ra là cần thiết phải công khai luôn, là cần thiết là bây giờ nói không luôn, tức nghĩa là nhổ hết các cái cây sắt ấp chiến lược mà còn lại, gỡ hết luôn những cái dây kẽm gai xung quanh cái khu vực này, những cái hầm hố hay là chông gai gì đó thì phải đem đi dẹp hết, giống như là sau cái chính quyền của ông Ngô Đình Diệm thì cái ấp chiến lược cũng đã dẹp bỏ giống như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mấy tuần vừa rồi đó thì cái sự ồn ào nó có thể là nặng nề nhất là bởi vì có sự tham dự của hai cái YouTuber mà gọi là đình đám ở hải ngoại, đó là Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy. Trần Nhật Phong thì cũng không đáng kể, chúng ta cũng chưa muốn nhắc tới bởi vì Trương Quốc Huy mới là lớn, bởi vì so với cách mà làm YouTube thì Trần Nhật Phong cũng là con cháu thôi, cũng gọi là em út thôi, cái view thì cũng không có đáng kể, đi theo Trương Quốc Huy để mà kiếm kiếm ăn thôi, nói theo cái giọng điệu của Trương Quốc Huy. Cái dự tiệc mà cái nút vàng đó của Trương Quốc Huy chúng ta thấy rất là rõ, là Trần Nhật Phong đã lên là tung hô rằng ca ngợi Trương Quốc Huy, trong khi mình lớn tuổi hơn, mình gọi là đi theo để mà viết báo viết chí trước Trương Quốc Huy, nhưng mà cuối cùng thì đã đi nịnh hót Trương Quốc Huy, vuốt ve Trương Quốc Huy. Và cũng thông qua cái tiệc mà nút vàng đó đó, chúng ta mới thấy là lòi ra hàng loạt những cái người nào là dân cử trong cái cộng đồng. Thì dân cử trong cộng đồng mấy ngày vừa rồi tham dự vào cái dạ tiệc Va Ba có sự tài trợ của VinFast, của Vietnam Airlines, thì họ cũng đã bị chỉ trích rất là nặng nề. Tuy nhiên thì cái sự chỉ trích nặng nề mà nó lên cao trào là bởi vì có sự tham dự của Trương Quốc Huy, của Trần Nhật Phong. Người ta đặt ra tại sao cái dạ tiệc này có sự tham dự của Trương Quốc Huy và cái sự chống cộng đó, thì những kẻ này họ hô hào rất là dữ dội, họ đã ngáo đá ở trên mạng xã hội kinh khủng lắm, hay còn có dùng cái từ gọi là ngáo quyền lực mạng xã hội, thì Trương Quốc Huy ngáo kinh hồn lắm. Vừa rồi thì những cái video clip mà chúng tôi đưa lên á cũng chứng minh cho quý vị thấy là Trương Quốc Huy nói rằng là cố vấn cho hai một cái tập đoàn nào 20 quốc gia, rồi nào làm cấm luôn những người không được đến Mỹ, ai mà thấy rằng người nào đó mà cản trở cái vấn đề của Thiền Am thì gửi danh sách về cho Trương Quốc Huy, rồi chụp hình hay là gửi email về cho bất cứ một cái tài khoản nào hay là cái người cá nhân nào, thì cái nhóm của Trương Quốc Huy sẽ ra tay hành động ngay lập tức. Thì không biết là họ ra tay như thế nào,
cấm đi vào Mỹ, cấm visa hay là báo cáo luôn Bộ Ngoại giao nữa, cái báo cáo Ủy hội Nhân quyền của Hoa Kỳ đâu, hô hào rất là dữ dội, nó trở thành là ngáo quyền lực. Và bắt đầu lớn họng là chê bai hết tất cả các cái đài báo Việt ngữ tại hải ngoại, cho rằng những cái người mà chống cộng, các cái cụ râu dài, những cái ông mà học nào là quốc gia hành chính, học bên Tây bên Tàu làm cho báo bên Bắc Cali Nam Cali gì đó, nó đã bây giờ thì nó chỉ có 1.000 view thôi, không có ai thèm nghe, thì chúng ta thấy rằng nó đã trở nên một cái thứ mà nó rất là xem thường cái cộng đồng này, và nó xem thường cái đám dân cử gọi là vô cùng luôn. Và cái điều mà thất vọng nhất trong cái thời gian vừa qua thì có thể nói rằng làm cái nhóm dân cử mà đi theo Trương Quốc Huy cứ nghĩ rằng một cái YouTuber mà có đến 5 triệu subscriber và có đến rất là nhiều view đó, thì nghĩ rằng họ có quyền lực kinh khủng để mà đi theo nó, để mà muốn cho nó có một cái sự nâng đỡ mình, hay là nó giúp đỡ mình để mà phổ biến cái tên tuổi các thứ. Nhưng mà họ quên rằng là phải lẽ ra họ phải dịnh vào những cái tờ báo uy tín, có cái tiếng nói vững chãi, những cái kẻ mà có học thức, những cái kẻ mà có cái trình độ và để cho người ta tôn trọng. Trong khi đó thì lại lao vào những cái kênh như là của Trương Quốc Huy. Thì chính vì vậy đó, cho nên là thời gian vừa qua trong cái cộng đồng người ta đặt ra là những cái vấn đề rất là xem thường những cái đám dân cử. Cụ thể như những cái người vừa rồi tham dự đó, chúng ta thấy ngay cả ông Trần Thái Văn cũng đã từng nói rằng là Trương Quốc Huy là thầy của mình. Rồi cũng đã từng học của Trương Quốc Huy nữa mới ghê khổ hồn. Rồi đứng trên cái sân khấu mà dạ tiệc mà gọi là tiệc nút vàng như của Trương Quốc Huy đó. Một cái người YouTuber mà có được một cái nút vàng, có 1 triệu subscribers mà lại đi làm một buổi tiệc linh đình, rồi có những cái doanh nghiệp như là Teletron tài trợ vào để mà làm rồi đánh bóng lên, rồi hô hào những cái đám dân cử lại thì phát những cái bằng tưởng lục, rồi làm đủ thứ chuyện, trong khi đó một cái anh YouTuber lớp 7 bị cái tội ở trong Việt Nam, trước đó cũng bị khởi tố, bị bắt tạm giam đến 9 tháng về một cái tội căn cứ theo cái điều 331 đó. Trước đây thì không phải là điều 331, trước đó là điều 258. Thì trong thời gian 9 tháng mà tạm giữ đó, tạm giam đó, thì Trương Quốc Huy cũng đã có một sự hợp tác với cơ quan công an, đã có một sự nhún nhường. Và theo như báo Công an Nhân dân của Việt Nam đăng thì họ nói rất là rõ là Trương Quốc Huy đã ăn năn hối cải, đã sám hối, đã thấy được cái lỗi lầm và cũng đã viết những cái tờ cam kết rằng là sẽ không tái phạm. Tất cả những cái điều đó cho thấy rằng cái việc mà Trương Quốc Huy đó là phạm vào một cái tội rất là bình thường ở trong Việt Nam. Cái điều 258 hay là bây giờ điều 331, chúng ta thấy rằng điều 331 quá nhiều người bị rồi. Cái cách mà chửi bới, cái cách mà dùng từ ngữ ngôn phong nó không có biết dừng, không biết cái chỗ, tại vì thiếu trình độ. Cho nên rằng đánh giá một cái vấn đề nó mới đi quá xa và nó mới không có cái cơ sở và bị chính quyền người ta vịnh vào. Và những cái người như vậy rất là dễ để mà bị lợi dụng. Và sau đó thì quả thật là Trương Quốc Huy cũng đã bị những cái nhóm ở bên ngoài nó lôi kéo cho 500-600 đô và đã đi theo để mà làm, cuối cùng thì bị vướng vào vòng lao lý. Và lần thứ nhì thì dĩ nhiên cơ quan công an của Việt Nam người ta đã không tha. Thì bây giờ đó đặt ra cái vấn đề là vừa rồi chúng tôi nhận được một vài các cái sự trao đổi đó, thì có người nói rằng là những cái dân cử ở trong cộng đồng, nhiều người mà mấy chú mấy bác, những người mà gọi là trong cái lực lượng cờ vàng, họ cho rằng là những người đó con cưng của cộng đồng, cũng cho rất là tôn trọng nó. Có người cũng nói với tôi rằng làm như là ông Trần Thái Văn thì họ rất là tôn trọng, cái người cũng là luật sư rồi đi qua Mỹ thì từ năm 1975, lại con của ông Trần Văn Điền là một cái nhà mà có cái học thuật rất là tốt, viết cả một cái cuốn mà gọi là từ điển của Việt Nam, từ điển về tiếng Anh đó, thì viết là nhiều cuốn sách để mà dạy tiếng Anh nữa, một cái tên tuổi rất là lớn, và lại là cháu ruột của một cái ông tướng rất là quan trọng của chính quyền Sài Gòn cũ, đó là ông Dư Quốc Đống. Nói chung thì gia thế các thứ và người mẹ cũng là một cái người mà gọi là dược sĩ hay cái gì đó, hay là không phải là dược sĩ, hình như là nha sĩ hay phải. Thì nói chung thì gia thế thì rất là tốt, học hành rất là tốt, ngay cả những cái dân cử khác cũng vậy. Nhiều dân cử đứng ở trên cái bục mà phải mà cúi đầu và nghe Trương Quốc Huy nó giảng giải về về các cái vấn đề mà làm YouTube, hay là nói về vấn đề chống cộng,
Ngay cả Trí Tạ cũng khen rồi tặng cái bằng Tưởng Lục, nói rằng là Trương Quốc Huy làm giữ vững ngọn lửa đấu tranh cái gì, nó toàn là nói chửi cộng sản theo cái kiểu rất là nghêu ngao, rất là tiểu học như vậy, làm trò cười cho chính quyền cộng sản, làm trò cười cho cái đám dư luận viên và làm trò cười cho thiên hạ thôi, nó không có một cái vấn đề gì mà mang lại để mà giúp cho cái cộng đồng cả. Và sau này thì cái đám dân cử một số nhóm lại nhảy vào để sử dụng Trương Quốc Huy để mà muốn bênh vực cho chính mình và sử dụng đó để mà tấn công những người khác, bảo vệ bên đây đánh phá bên kia, rõ ràng là đang làm rối cộng đồng và đang làm cho cái sự mất đoàn kết nó gia tăng kinh khủng. Và chúng ta thấy rằng những cái người mà họ gửi cho chúng tôi những cái tin nhắn đó thì họ nói rằng họ hoàn toàn thất vọng đối với những cái vị dân cử đó, những cái vị dân cử mà họ cho rằng học thuật cho cố vào học bên Tây bên Mỹ, cuối cùng thì họ cúi đầu để mà nghe cái thằng lớp 7, nghe một cái thằng nó học tìm đối với cộng sản mà còn chưa được tới cái tiểu học, chưa được cái trung học nữa, thì cái nói về cái lớp 7 của Trương Quốc Huy không phải là cái điều mà chúng tôi bịa đặt. Chúng tôi dựa trên những cái tài liệu mà phía bên cơ quan Việt Nam người ta đưa ra cụ thể như tờ báo Công an Nhân dân và rất là nhiều những cái tờ báo khác, và chúng tôi cũng dựa trên những cái cơ sở là cái bản án nữa. Dĩ nhiên là chúng ta nhớ rằng đó, đối với một cái cáo trạng của một vụ án hình sự lúc nào cũng có một cái gọi là lý lịch bị can, ngay cả cái bản án cũng vậy, bản án cũng có một cái phần gọi là lý lịch của bị can, trong đó thì có ghi rõ là tên cha là gì, tên mẹ là gì luôn nữa, chứ không phải là đơn giản. Thì bây giờ mà mình ở đây mình nói nghêu ngao, nói là tôi là con ông này con bà Kim, cha tôi là Việt Nam Cộng Hòa hay là lính Việt Nam Cộng Hòa, thì cái điều đó chúng tôi chưa muốn nói tới, bởi vì căn cứ theo những cái lý lịch bị can ở trong những cái hồ sơ thì từng bước chúng ta sẽ bạch hóa. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói đến các cái dân cử thôi. Thì bây giờ một cái vấn đề được đặt ra là các dân cử đó có phải họ đang làm những cái điều rất là thất vọng hay không? Vì vì cái quyền lợi thôi, vì họ muốn kiếm phiếu hay là vì họ muốn tạo ra một cái thế lực, tạo ra một cái nhóm để mà muốn đối trọng với một cái nhóm nào khác, và họ đã bất chấp, họ có thể sử dụng đồ giả, họ có biết là nó dốt, nó tầm bậy, nhưng mà họ muốn cố tình họ nâng lên, họ đánh bóng các cái tên tuổi và họ đã tạo nên những sức mạnh kết hợp với nhau, những cái youtuber đại loại như vậy, mà bây giờ thì nó lại hô hào nhân dân là chống cộng, cuối cùng thì dự tiệc ba ba nó lại nói rằng là cộng sản, quốc gia là quốc gia, là chính trị, còn kinh tế là kinh tế, ngồi với Việt Nam Airlines cũng chả phải là vấn đề gì. Thì rồi cuối cùng thì người ta chỉ trích quá thì bây giờ lên mạng nổ sản, nói lung tung thằng ngầu, thậm chí là đòi đốt xe VinFast. Những cái điều đó thì người ta thấy rằng tiền hậu rất là bất nhất, nó đã là một cái điều gian dối xảo trá, nó đã một cái điều mà nó không có đi theo một cái đường hướng giống như là cái cộng đồng cờ vàng mấy chú mấy bác, những người đã từng là bám với ví dụ như những người mà họ có ác cảm với Việt Nam thì họ rất là rõ ràng. Có nhiều người thì họ họ nói là bây giờ mặc dù là mấy chục năm họ không về, họ cái gọi là lằn ranh quốc cộng đó, nó rất là dữ dội, nhưng mà bây giờ thì bị cái đám nhỏ này nó xỏ mũi rồi, còn bị cái sự giúp sức của một cái nhóm dân cử, trong đó thì những cái người dân cử lên ca ngợi ở trên đó, những cái youtuber mà lên nói rằng là Trương Quốc Huy là hạng nhất, tiếng nói kinh khủng. Thì chúng ta nghe một cái đoạn clip như thế này để mà thấy được rằng đó là cái sự việc nó rất là nghiêm trọng chứ nó không phải là đơn giản. Chúng tôi thì muốn muốn chứng minh cho quý vị thấy nè. Đó quý vị nghe không? Đó quý vị nghe không? Cố vấn quốc gia của một tập đoàn hai Tôi là nhà cái nước. người đưa cái báo cáo, đưa cái về các cái chiến lược Kinh mà khủng không? vậy đó mà quy làm việc trong tập đoàn. Hoa Đó. hồng từ Trương Quốc Huy rất là nhiều. Tôi xin phép chia sẻ một cái câu chuyện như vậy. Gia đình tôi qua năm 75, lúc đó tôi còn rất là nhỏ, mới có 10 tuổi thôi. Thì bây giờ quý vị biết tôi bao nhiêu tuổi rồi, mới học lớp 5 thôi. Nhưng mà khi coi cái chương trình Đó quý vị nghe cái người đó là Trần Thái Văn. Từ gì không à? Về Hoa Kỳ, Mỹ đế
Mỹ Đế, quý vị nghe không? Đó, đây là học trò của Trương Quốc Huyên nha. Đó, quý vị nghe rất là rõ nha. Là bởi vì sao? Bởi vì anh em live stream của chúng tôi đó, anh em live stream ở đây đó chưa tới 20 đứa. Tụi nó có 10.000 1 triệu AK47, 1 triệu dư luận viên và 10.000 AK47 mà chỉ có 20 anh chị em chúng tôi mà đã làm cho tụi nó xính bích sáng vang. Đó, hai quý vị nghe rất là rõ à, mấy người đó là như là ông đó là hình như là ông đó là Quy Đức á. Đó cái gì đó. Thì cái ma ma ngoài cái làm ăn ra, thật sự nó là một cái nguồn máy politics chính trị rất là cao. Rất là cao nha quý vị nha, cái đó là một mẫu máy politics rất là cao luôn. Thì những cái người là cố vấn của một cái tập đoàn. Cố vấn cho một tập đoàn kinh khủng lắm. Chưa nói đó, chưa nói quý vị biết. Đó, ông Trần Thế Văn nói là tôi học được Trần Trương Quốc Huy rất là nhiều nha. Cái điều này là chúng tôi không có phải là tự tự đặt ra. Đó, chúng ta nghe rõ là ông Trần Thế Văn nói rất là rõ. Đó, tôi học được Trương Quốc Huy rất là nhiều. Và Trương Quốc Huy là thầy của tôi. Đó quý vị nghe rất là rõ nha. Thì đối với Trương Quốc Huy thì bây giờ thì những cái dân cử mà nhảy vào mà tôn sùng Trương Quốc Huy như thế này đó, chúng ta thấy rằng mấy ngày vừa rồi thì cái cộng đồng đặt ra vấn đề thì đúng là không ra làm sao hết. Ghê quá. Vĩnh viễn luôn nha, kinh hồn chưa? Không biết là như là bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ. Kinh hồn thiệt. Thù người ta bởi vậy. Hèn chi những cái người ở trong nước đó, họ nghe, họ leo lên mà trên mạng họ nghe đó, họ cứ nghĩ là ô cái ghê quá, thằng Quy này nó ghê quá, nó hình như là nó bộ trưởng bộ tư pháp ở bên Hoa Kỳ đó, hay là nó bộ trưởng bộ ngoại giao gì, hay là nó là không chừng nó là còn hơn tổng thống Mỹ nữa, nó muốn cấm ai cấm quý vị có chụp hình gửi qua. Thì bằng chứng là thấy đó, cái đám dân cử Việt Nam tung hô đó, tôi là học của Trương Quốc Huy. Chính vì quý vị đó gọi là có học, quý vị là cái đồ thiệt. Quý vị được lấy cái lá phiếu, ngay cả chúng tôi cũng đã bỏ phiếu cho quý vị. Ngay cả ông Trần Thế Văn trước đây chúng tôi cũng đã bỏ phiếu. Rồi những cái dân cử sau này, chưa chắc gì Trương Quốc Huy nó bỏ phiếu cho ông Trần Thế Văn hay là những cái người này. Bởi vì không ai tin rằng Trương Quốc Huy nó có quốc tịch cả. Đến thời điểm này cũng không có cái chứng cứ gì nói rằng Trương Quốc Huy nó có quốc tịch cả. Ngay cả những cái người mà đi qua theo cái diện mà gọi là tù nhân lương Tây đó, tù nhân lương Tây như là Trương Quốc Huy, thì có nhiều người vẫn chưa có quốc tịch. Thậm chí ngay cả như cù Quy Hà Vũ đến thời điểm này vẫn còn cầm cái passport của Việt Nam, mặc dù đã hết hạn nhưng mà cũng không có quốc tịch của Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy những cái điều đó rất là rõ ràng rồi. Thì hô hào làm cái gì? Trong khi đó thì những người mà bỏ phiếu cho quý vị rất là tôn trọng, nghĩ rằng những người này là những người phục vụ, những người xứng đáng, những người lãnh đạo của cộng đồng, những người tham gia vào dòng chính để mà giúp cho cái cộng đồng này lớn mạnh các thứ. Cuối cùng thì bây giờ quý vị là sử dụng đồ giả, sử dụng những cái thằng lớp 7, lớp 3 rồi sử dụng nó trình độ nó không có tới đâu hết mà còn tôn sùng nó coi như là thầy. Ngay cả ông Ngô Tuấn Kiệt còn nói rằng làm đối với trường hợp như Huy hay là anh Trần Nhật Phong mà có đi vào vòng chính có ra ứng cử thì tụi Kiệt sẵn sàng ủng hộ. Cái gì ủng hộ không khó, đến nỗi mà quý vị ỷ tiền ỷ của, quý vị có nghĩ rằng bỏ đồng tiền đó ra có thể là trao đảo hết cả một cái thiên hạ, đưa một cái anh mà chưa có quốc tịch nữa hay là học mốt lớp 7 là có thể là lên lãnh đạo, chui sâu leo cao vào trong cái bộ máy đó để phá cộng đồng hay là để làm cái gì ở đây. Tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rằng đó, cái sự nhục mạ của cộng đồng nó đã bị chà đạp quá mức, bởi vì cả một cái nhóm nó ngáo đá tới một cái mức mà nó có thể rằng bất chấp
bất chấp tất cả. Và đến bây giờ thì lại muốn ăn hai máng luôn, tức nghĩa là muốn sử dụng luôn kể cả tiền của các doanh nghiệp ở tại Hoa Kỳ, mà còn muốn sử dụng luôn những cái đồng tiền mà của những cái doanh nghiệp làm ăn ở trong Việt Nam, có cái màu sắc mà của phía bên Cộng sản các thứ gì đó. Theo như những cái đám này trước đây nó hô hào chống cộng, rằng nó nói rằng không xài đồ của Cộng sản, cái gì của Cộng sản cũng không. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bây giờ nó ăn hai máng, mà cái dấu hiệu ăn hai máng rất là rõ ràng. Cái cộng đồng này đó, thì chúng tôi không có nói về cái việc là bây giờ cái xu thế nó như thế nào. Thì đó là những cái video clip chúng ta đã nói rồi. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói rằng là những cái kẻ này nó hai mặt. Nó đã từng hô hào một cái đường nhưng mà nó lại làm một nẻo. Đây là cái điều mà một cái cú tát rất là nặng vào cho những người cờ vàng. Những người cờ vàng gọi là những người cờ vàng mà cực đoan đó. Hay là những người cờ vàng mà hồi trước giờ cứ nuôi nấng cái đám này, cứ nghĩ rằng nó là giữ vững cái lá cờ vàng, nó chống cộng dữ dội, rồi lâu lâu móc tiền cho nó. Nhiều người rất là tội nghiệp. Lương tháng cái tiền già chỉ có khoảng chừng 900 bạc thôi, mà lâu lâu thấy thằng Quy nó nói hay quá, thằng mấy thằng này nó chống cộng giỏi quá, rồi ơi thôi thôi mình bây giờ mình già rồi, biết mình đứt gân máu bất cứ lúc nào, thôi bây giờ có lớp trẻ mà nó lên hậu dẹ hậu dẹo gì đó thì thôi bây giờ rã cho nó 50% cho nó vui. Cuối cùng nó gom tiền nó mở tiệm, nó gom tiền nó mua nhà, nó gom tiền nó mua xe hơi, rồi dữ dằn nó lên nó nổ sản trên mạng xã hội, nó càng ngáo quyền lực nữa. Nó ngáo quyền lực trên mạng xã hội, nó nói đó, quý vị nghe nói không, quy là coi như là cấm hết, bắt hết luôn những cái đám nào mà nó có những cái gì mà ấy đó. Đó tôi sẽ có một cái danh sách dài, tôi gửi cho ủy ban tôn giáo quốc tế đọc đó, biết chưa, ủy ban tôn giáo quốc tế luôn. Ghê gớm quý vị nghe, ghê gớm. Rồi rồi, vĩnh viễn rồi thôi, mình nghe không, nghe không nổi quý vị. Thật ra là chúng tôi không có nghe, nhưng mà tại vì vừa rồi thì Trương Quốc Huy, ngay cả Trần Nhật Phong nữa là mention, nhắc tới cái tên của chúng tôi. Bản thân là Minh Giang, và nói thẳng là Minh Giang là coi như là đâm bịch thóc thập bị gạo thông qua cái sự kiện của Ba Ba. Thật ra thì chúng tôi không có nhiệm vụ gì gọi là đâm bịch thóc cả. Đâm bịch thóc để làm cái gì? Chúng tôi đâu thay thế được Trương Quốc Huy hay là Trần Nhật Phong để mà chống cộng đâu. Chúng tôi đâu phải là hô hào chống cộng đâu mà gọi là đâm bịch thóc. Và chúng tôi cũng đâu có phải là phá hoại gì cái buổi tiệc đó đâu. Thậm chí là ngược lại, chúng tôi còn ủng hộ nữa. Ủng hộ cái cách làm của Ba Ba. Cách làm của ông David Dương là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Bây giờ đã đến lúc là phải trong ngoài rồi. Vấn đề làm doanh nghiệp trong nước ra bên ngoài là bình thường rồi. Chúng tôi còn cổ xí nữa để mà giúp cho các lao động ở trong Việt Nam, cho người ta phát triển, doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Và cộng đồng người Việt ở hải ngoại phải là một cái nơi, thay vì mình phải giúp cho các cái cộng đồng khác, tại sao mình không giúp cho những người Việt Nam? Chúng tôi chống đối tất cả những người nào mà cản trở cái sự phát triển của Việt Nam. Chúng tôi chống đối tất cả những người cản trở cái sự có mặt của VinFast hay là của Vietnam Airlines hay là ngay cả các cái công ty doanh nghiệp khác ở đây. Bất cứ lý do gì bây giờ mới dự nói là chống cộng, chống kiến gì cũng không cần biết. Chúng tôi là những người Mỹ ở tại Hoa Kỳ, tuân thủ theo luật pháp của Hoa Kỳ. Đừng có lấy cái ấp chiến lược này ra để mà đe dọa người khác hay là tấn công nhục mạ những người khác một cách rất là mơ hồ. Và chúng tôi chỉ muốn nói một cái điều đó là cái dạ tiệc nó xảy ra như thế nào. Và cái quan điểm liên quan đến vấn đề mà chống cộng, chống cụi, bởi vì những cái kẻ như là Trương Quốc Huy, như là Trần Nhật Phong, như là các cái dân cử mà gọi là hô hào chống cộng. Thì bây giờ thì qua cái vụ việc này nó lộ mặt ra. Nó lộ mặt ra như vậy thì bây giờ sao? Chúng tôi thấy rằng đó là kêu gọi các cái dân cử phải tách rời Trương Quốc Huy ra. Nếu như mà không tách rời Trương Quốc Huy, ngay cả trong cái dạ tiệc của Ba Ba, tại sao có sự có mặt của Trương Quốc Huy trong khi Trương Quốc Huy làm một cái người chống phá? Trương Quốc Huy không phải là người chống cộng mà là chống phá, mà đang có những cái việc gây quỹ, các cái việc mà khiêu khích, các cái việc mà chửi bới ở trong Việt Nam, và ngay cả có cái sự liên kết với trong Việt Nam nữa. Như vậy thì nó gây ra rất là nhiều người mà họ nghe những cái lời của Trương Quốc Huy, có khi là vì cái ngáo đá như vậy, cứ nghĩ rằng dựa vào Trương Quốc Huy nó có những cái quyền lực kinh hồn lắm. Nó sẽ gửi ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gửi đến cái cơ quan nhân quyền gì đó. Và khi mà ví dụ như nó có sự xúi dục người ta làm những cái chuyện này, chuyện kia, thì tội nghiệp cho những người trong Việt Nam. Ai chống cộng nó không biết, nó ngồi ở ngoài, nó mở tiệm, nó ở ngoài nó có tiền. Trong khi đó thì những người trong nước người ta bị vào cái vòng lao lý. Và cuối cùng chỉ nghe một cái thằng lớp 7 thôi. Mà cái đầu lớp 7 nó có khuếch đại được âm thanh là bởi sao? Bởi chính vì những cái đám dân cử cụi này. Cho nên là quý vị đang tạo ra một cái mạng lưới.
nó giả dối, nó lừa đảo cộng đồng. Chính vì vậy điều đó đó, nếu như mà nó vẫn còn có cái sự liên kết như thế này thì chúng tôi bắt buộc phải lên tiếng, sẽ lên tiếng mãi thôi. Và đây là cái điều mà không phải là chúng tôi bênh vực cho cái phe phái nào, các vị ra tranh cử quý vị bên này bên kia đó là chuyện của quý vị, tôi không có bênh vực cho bên nào cả. Vừa rồi thì cũng có những cái ý kiến nói rằng ông Minh Giang tại sao nhắm nhiều vào cái đám dân cử này, hay là nhắm nhiều vào Trương Quốc Huy với Trần Nhật Phong, có phải là ủng hộ cho cái phe nhóm bên kia hay không, phe nhóm gì đó Kimberly Hồ hay bất cứ người nào, thì chúng tôi hoàn toàn là không. Hôm nay sẵn đây chúng tôi nói luôn, không có ủng hộ phe nào hết, không có phe nào, lý do gì mà tôi ủng hộ, tôi cũng không có nhận tiền bên nào hay là tiếp xúc với bên nào hết, và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ làm cái điều đó. Chúng tôi chỉ nói những cái gì mà mình thấy, và chúng tôi cũng sẽ làm nói quyết liệt nếu như cái sự việc này còn xảy ra, bởi vì chúng tôi không chấp nhận cho cái việc mà phá hoại. Ví dụ như là chống cộng chửi cộng sản thì ở trước giờ Đức Huy nói gì mình không nói, mình cũng không bao giờ tôi đề cập tới, nhưng mà bây giờ đã đến lúc, bởi vì nó nói nhiều về cái việc mà đốt xe, vấn đề cản trở các cái hoạt động của VinFast, rồi hô hào chê bai, rồi kích động ở trong Việt Nam, và rất là nhiều thứ mà chúng tôi nghĩ rằng nó có hại, có hại cho cái cộng đồng ở tại đây, ủng hộ cho phe này đánh phe kia thì cũng là có hại rồi, nó tạo ra một cái sự không có đoàn kết rồi, còn ở trong Việt Nam thì gây hại cho rất là nhiều người thông qua hoạt động hoạt náo như gây quỹ quyên tiền và chuyển tiền gì đó các thứ. Nhưng cái điều đó là những điều không thể chấp nhận được. Và nếu như cái sự liên kết của các cái dân cử, ví dụ như ngay cả ông Trần Thái Văn hay là những cái người mà ra ứng cử trong cái thời gian vừa qua đó, mà lên cái dự dạ tiệc chung với Trương Quốc Huy, mà nếu còn một sự gắn kết nữa thì chúng tôi tiếp tục sẽ đào sâu về Trương Quốc Huy, và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng để mà cho quý vị thấy được rằng đây không phải là cái chuyện mà nó có quá nhiều những cái điều mà cần phải lên tiếng để cho quý vị phán xét. Và đó là cái điều mà chúng tôi nói trước như vậy thôi, và sẽ không bao giờ dừng bước, đó là cái điều rất là chắc chắn như vậy. Thì hôm nay thì bởi vì đó, thời gian vừa qua chính Trương Quốc Huy cũng đã ít nhất 2 lần có nói với chúng tôi, một lần thì nói rõ tên, một lần thì nói mấp mé rằng cách đây khoảng chừng 2-3 coi như là hình như là khoảng 4-5 ngày đó, thì trong một cái đoạn thì nói rằng là có những cái dư luận viên cao cấp ở hải ngoại, thậm chí là YouTuber mà gọi là cộng sản gì đó, tân cộng gì đó ở hải ngoại nữa, và đề nghị là đóng kênh của Trương Phi. Chính tôi là cái người đề nghị đóng kênh đó, không phải là đóng kênh mà chính tôi đề nghị là phải chặn cái sự phát tán của cái kênh Trương Phi vào Việt Nam, bởi vì bây giờ cái mức độ gọi là phá hoại nó cao, và nó hoàn toàn ảnh hưởng tới những người trong nước. Thay vì ở trong nước có cái điều 331 đã xử lý những người trong Việt Nam, nhưng mà những cái người ở hải ngoại họ đã làm giàu, và họ vì cái chửi cộng, một cái phong trào nó đẩy lên như vậy, bây giờ cần phải dọn dẹp. Nếu mà không dọn dẹp, không ngăn chặn á, thì sẽ rất là khó cho những nhà đầu tư của Việt Nam đi sang Hoa Kỳ. Bây giờ đã đến lúc rồi, phải đẩy mạnh cái việc phải sản xuất, đẩy mạnh cái việc xuất khẩu, đẩy mạnh cái việc mà đầu tư trực tiếp từ trong Việt Nam, đẩy mạnh cái việc làm ăn giữa trong và ngoài nước. Và chúng ta sẵn sàng ủi hết tất cả những cái kẻ nào nó đi ngược lại cái xu thế đó. Dĩ nhiên là không có đặt ra vấn đề chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc gia gì, hay là bất cứ một vấn đề gì ở đây, chỉ vấn đề mà kinh tế, vấn đề làm ăn thôi. Chính vì những cái kẻ như thế này nó đã tạo ra những cái thế lực, nó đã tạo ra những cái điều mà nó ảo tưởng về cái quyền lực đó, rồi nó lôi kéo thêm bao nhiêu người, rồi nó quấn cái cờ vàng lên để mà nó đã phá cái cách làm ăn của Việt Nam. Nó tấn công vào những cái người lao động của người Việt Nam, nó đánh vào cái nồi cơm của những người dân Việt Nam. Những cái điều đó là những điều mà chúng tôi cảm thấy rất là bực mình, không thể nào chấp nhận được. Và chúng tôi cần phải có một sự điều chỉnh, hay là có một sự tác động để mà quý vị thấy rõ. Bây giờ thì những cái dân cử, quý vị không thể làm hô hào chống cộng và vừa ăn hai máng mà lại vừa sử dụng những cái đồ giả như vậy. Rất là xem thường. Chúng tôi rất là xem thường khi mà học rất là nhiều, học ở bên Mỹ, bên Tây, học luật, học liếc, tiến sĩ, tiến xéo gì để làm cái gì? Gục đầu xuống để mà nghe một cái thằng lớp 7, để mà nó dẫn dắt, nó xỏ mũi, rồi nó ngáo quyền lực nó lên, nó nói lung tung. Thật ra là muốn nói về cái sự ngáo đá của Trương Quốc Huy nó rất là nhiều. Cái sự mà ảo tưởng ngáo về cái đề quyền lực mạng xã hội đó, nó quá nhiều đi. Quý vị cũng đã thấy nhiều người cũng đã đề cập đến Trương Quốc Huy rồi, trong rất là nhiều các cái chương trình khác nhau. Chúng tôi không có muốn là ngồi đó mà vạch từng câu từng chữ, hay làm để mà đeo bám theo từng cái video clip của Trương Quốc Huy.
Tuy nhiên thì nếu như có một cái sự liên kết của các dân cử hay là những cái mạng mà xã hội gọi là có mười mấy người, 20 người gì đó rồi hô hào thế Trương Phi để mà đánh phá các doanh nghiệp Việt Nam, giống như vừa rồi họ tấn công VinFast rất là dữ dội, thì những cái điều đó chúng tôi không thể chấp nhận được. Họ sẽ là trở thành đối thủ của chúng tôi, đó là cái điều rất là rõ ràng. Và hôm nay thì chúng tôi chỉ muốn nói đến đó thôi, và một lần nữa là kêu gọi các cái dân cử phải tách rời Trương Quốc Huy ra và không thể dính dáng vào Trương Quốc Huy nữa. Nếu như mà dính dáng vào thì đó là cái điều mà chẳng đặng đừng, đây là cái điều rất là rõ ràng. Và chúng tôi xin tạm dừng ở đây, chúc quý vị một ngày thật là vui tươi, hạnh phúc và rất là bình an. Xin kính chào.